365 ngày cùng với lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ hội thánh. Ngày thứ 52. Cùng cầu nguyện với lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ. Khi nhắc tới dung mạo của Jonah trong Cựu Ước, điều hiện ra ngay trước mắt là câu chuyện ông cưỡng lại sứ mạng Chúa trao. Thay vì đến Ninive, Jonah lại trốn lấy tàu đi Tarsis. Trái ý Thiên Chúa, đường đời không trôi chảy. Một cơn bão đến giữa biển khơi, con tàu đứng trước hiểm nguy. Để tránh được hiểm nguy và để con tàu có thể đáp bến an toàn, Jonah phải lộ diện và ăn năn hối lỗi. Vì ông không vâng phục Thiên Chúa nên cả tàu gặp hiểm nguy. Câu chuyện có được cái kết thật đẹp qua sự tự nguyện hối lỗi và trục lỗi của Jonah. Ông xin mọi người ném ông xuống biển, và sau đó biển đã trả lại an bình cho con thuyền. Cuối cùng, Chúa đã gửi cá voi đến làm thuyền đưa ông vào bờ và tiếp tục hành trình đi Ninive để thực thi sứ mạng Chúa trao là kêu gọi dân thành Ninive sám hối ăn năn. Sám hối ăn năn là điều Thiên Chúa mong đợi nơi mỗi người. Jonah và dân thành Ninive hiểu được lời kêu gọi và ý muốn tốt lành của Thiên Chúa, nên họ đã trở lại với Chúa và thánh ý Chúa. Với những tâm hồn sám hối, Chúa không bao giờ khinh chê như Thánh Vịnh nói. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dân Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Lời sám hối ăn năn khởi đi từ tâm hồn là điều rất đẹp và được Chúa đón nhận. Thánh tiến sĩ Phanxicô thành Sa Lê cũng đã để lại lời sám hối thật sâu lắng. Nhưng lạy Chúa, con là gì mà Chúa nhớ đến con? Con bất xứng biết chừng nào. Nhiều lần con đã chà đạp các ơn huệ Chúa, đã khinh mạn các ơn Chúa bởi lạm dụng và khinh dễ đức nhân hậu Chúa. Tình đen bạc của con sâu thẳm vô cùng đối với ơn huệ và phúc lành mênh mông không bến bờ Chúa. Tuy nhiên, cũng có những người cứng lòng kiêu ngạo và không muốn sám hối. Chúa Giê-xu đã cảnh báo những người cứng lòng đó. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Lạy Chúa, lời cảnh báo của Chúa vẫn luôn thức thời và vang đến từng người chúng con. Xin Chúa giúp chúng con tránh thói kiêu ngạo cứng lòng và mặc lấy cho chúng con trái tim mềm mại, luôn biết ăn năn như câu chuyện của cậu thanh niên tội lỗi. Chuyện về một người cha rất đau khổ vì đứa con trai theo bạn bè phung phá hết tiền của. Cùng đường, chàng ta viết thư thống hối, xin lỗi và ngỏ ý xin cha thương xót và tha thứ. Người cha gửi cho cậu bức điện tín, chỉ có một chữ về và ký tên cũng chỉ một chữ cha. Lạy Thánh Phanxicô thành Sa Lê, xin cầu cho chúng con luôn biết sám hối ăn năn. Hồn sống trong ngày. Khiêm tốn, sám hối ăn năn và trở về là hồn sống hôm nay. Trong ngày, mời bạn dành 7 khoảnh khắc và nhẩm đi nhắc lại lời thánh vịnh. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dân Ngài là tâm hồn tan nát. Một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.
Lạy Chúa xin hãy dẫn đưa hồn con phút này đến náu thân bên Ngài. Bao tháng năm phiêu lãng hoang đàng đắng cay, chán muôn lối vì con biết Chúa rất hay thương xót nhân từ, hay xót thương con hèn nên náu thân bên Chúa nhân từ xin Ngài khâng thương tình. Hồn con vương vấn giữa hố tội lỗi bao phen, gắng sức tìm vương lên mãi nhưng vẫn chẳng thay đổi thay. Nguyện xin đỡ nâng bằng muôn phúc ân, đỡ nâng tâm thân luôn hèn yêu. Ngày đêm xa vắng bóng Chúa nào có an vui, đam mê tiền tài lạc thú tất cả nào có vững bền, hồn lạc bên mê nguyện đưa dẫn về Lạy Chúa xin hãy dẫn đưa hồn con phút này đến náu thân bên Ngài. Bao tháng năm phiêu lãng hoang đàng đắng cay, chán muôn lối vì con biết rất hay thương xót nhân từ, hay xót thương con hèn đến náu thân bên Chúa nhân từ xin Ngài khâng thương tình. Tội lỗi tôi xuân xin lấy tình yêu của Chúa đói đến mà xót thương con. Nguyện xin nhớ lại tình thương của Ngài từ muôn muôn đời mãi thành tín. Hãy xót thương con hèn
đến lau thân bên Chúa nhân từ xin Ngài không thương tình. Hồn con khao khát Thiên Chúa từ sáng tinh sương, như cánh đồng hoang khô cháy mãi ướp dòng suối nước trong. Tình yêu của Ngài thật cao quý thay, miệng con tán dương suốt ngày đêm. Để rồi từ đây tim con bừng cháy ước mong, khao khát tình yêu của Chúa như xưa ngày trước phúc ân. Nguyện xin thứ tha những năm cách xa, bằng lương hải hà của lòng cha. Lạy Chúa xin hãy dẫn đưa hồn con phút này đến nấu thân bên Ngài bao tháng năm phiêu lãng hoang đàn đắng cay chán muôn lối. Vì con biết Chúa rất hay thương xót nhân từ, khấn thương.